Xin chào các bạn đã quay lại kênh YouTube của Đắc Huy. Thì vừa rồi Huy có ra một cái video giới thiệu về dòng xe E180 thì cũng rất là được sự ủng hộ của nhiều anh chị và bạn bè đã xem qua thì hôm nay Huy tiếp tục ra một cái video mới để quay rõ hơn, chi tiết hơn về cái nội thất chiếc E180 để xem bên trong chiếc E180 này nội thất như thế nào mà rất là nhiều khách hàng rất là nhiều người muốn sở hữu nó. Xin mời anh chị và các bạn xem video dòng Mercedes-Benz E180 sở hữu kích thước chiều dài cơ sở ở mức 2m939mm, do đó khoang nội thất của xe E180 thực sự ấn tượng bởi độ thoáng rộng và hiện đại. Trang bị được nâng tầm cao mới và sử dụng các vật liệu cao cấp như da kết hợp hợp kim nhôm, vân sợi carbon, vô lăng thiết kế thể thao bọc da nắp 3 tích hợp các nút tinh chỉnh, cảm ứng điện dung cho người lái. Bản đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch cũng xuất hiện trên Mercedes-Benz Air 180. Người dùng có thể lựa chọn 4 chủ đề hiển thị khác nhau cho bản đồng hồ kỹ thuật số, bao gồm cấp tiến, thể thao, hiện đại cổ điển và tối giảng. Airclass nâng cấp là sản phẩm tiếp theo của Mercedes-Benz sở hữu giao diện thông tin giải trí MBUX. Người dùng có thể sử dụng qua 4 hình thức khác nhau, bao gồm màn hình cảm ứng 12.3 inch, điều khiển bằng giọng nói Ligotronic được kích hoạt bằng câu lệnh Hay Mercedes, nút điều khiển cảm ứng trên tay lái, và bàn điều khiển touchpad mới lớn hơn, mượt hơn. Đồng thời, màn hình này có khả năng kết nối Apple CarPlay hoặc Android Auto. Đèn viền nội thất có thể điều chỉnh 64 màu sắc và độ sáng tùy thích là trang bị sẵn có trên E180. Nội thất được bọc da Artico, khách hàng có hai tiêu chọn màu nội thất là nâu hoặc là đen, phù hợp với từng cá tính riêng. Hơn nữa, hàng ghế trước có chức năng chỉnh điện, ghế lái với bộ nhớ 3 vị trí, bao gồm vô lăng và gương chiếu hậu. Trong khi đó, hàng ghế sau thoáng rộng hoàn toàn thoải mái cho ba người lớn tận hưởng trên hành trình dài, nhờ chiều dài cơ sở cực lớn lên đến 2m939 mm. Bên cạnh E180 cũng được trang bị điều hòa khí hậu tự động hai vùng Thermatrix.